Các bạn thân mến, hôm nay là mùng 1 tháng 12 năm 2021. Thì tôi trồng mấy cây ngải đen này. Thì hôm qua cả mãi anh bạn anh mới để một bụi này. Anh có vài bụi thôi, cũng không có nhiều. Đây thì để nó héo mất rồi. Thì tôi cứ trồng này thôi. Các bạn thấy cái củ cắt đen này, hôm qua một khóm này tôi cắt ở đây. Bây giờ mình tách ra mình cắt mình trồng thôi. Thì cắt nó mới ấy ra thì nó đen xì ấy. Đây là các bạn, để nó hơi khô khô màu nó trắng trắng này thôi. Tôi cắt cho các bạn xem. Thế giờ các bạn thấy đen xì. Đấy, gọi nghệ cái này là gọi là ngải đen. Còn đây tôi trồng được mấy khóm ở cái chậu này. Thì nhiều người hỏi siêu tầm nhưng mà tôi trồng nó để làm giống nên là hôm nay siêu tầm được thêm cái này cái bụi này. Thì mấy chậu này nếu bạn nào siêu tầm thì có thể là chia sẻ như chậu này. Chậu này thì 100.000, còn hai cái chậu to này thì 150.000. Đây một chậu này, đây một chậu này, 150.000 chậu này. Thì đây trồng toàn cát thì nếu ấy thì phải nhổ lên bỏ vậy thôi, còn cái này gửi lên chắc nó héo. Trồng siêu tầm thôi, cái này nó không có nhiều. Thì bây giờ tôi trồng cái này ra đấy đây. Thôi thì mình trồng mình nhân giống thôi, mới hai là cắt cái củ cho các bạn xem là từ ngày đen. Và quá trình là trồng này thì tôi trồng kiếm đó, thì các bạn cũng hay hỏi cái lan kiếm thiên vũ của Tây Nguyên đấy. Thì tôi cũng tràn, bây giờ tôi tràn mấy hình lan kiếm mà giá tiền, bạn nào ưng thì siêu tầm. Còn cái ngải này thì tôi sẽ để quay tiếp theo. Xin mời các bạn. Các bạn thấy hôm nay ở nhà trồng cây ngải đen và trồng kiếm. Thì đây kiếm như cái kiếm không tên thì tôi đã trồng rồi. Còn cái này tôi đưa mấy cái kiếm thiên vũ và mấy cái này kiếm đồ hội, những lá rất đẹp này. Các bạn nhìn mê đi. Cái này là kiếm đồ hội này. Củ cũng rất to. Nhưng đồ hội không biết rằng gì thực tế mà nó ở vùng đấy lá hay là ngắn. Còn đây mấy thân này thì lá thường 4 cm. Hai cây này là cùng một giống này, cây này khác này. Còn đây kiếm không tên của tôi trồng ra mấy chậu. Bạn nào sưu tầm cái này, kiếm không tên thuộc hàng sưu tầm đó. Tôi trồng một cái chậu này thì bạn nào sưu tầm thì 100 một cái. Đấy thì vào chi tiết thì các bạn xem này. Lá này hôm qua tôi đo là 4 cm này. Cây này cũng cái lá to là 4 cm. Kiếm này thì chưa biết hoa, thì tôi sưu tầm một số tôi về tôi trồng một vài chậu với đấy. Còn như cái kiếm của rừng đất cô thì trồng cả chậu đấy. Còn đây của bạn ấy An Giang, nhưng mà An Giang chưa gửi, tôi vẫn trồng một cái chậu xốp kia. Còn cái cọc kia thì cứ để đấy, là nó vẫn bình thường. Cái kiếm này để nó có cái cọc của mình tưới trong mát này không có gì. Còn đây cái kiếm tiên vũ thì cái hình một này là 250.000. Cái này thì lá của nó chưa được, cái cây này của nó là lá 4 cm. Cái này và cái này nó cùng loại. Cái loại này củ nó xanh hơn này. Cái này nó vàng hơn này. Còn kiếm của hội nó vàng nữa này. Lá này nó gần được 2 gang. Thì 250.000. Đấy nó có hai cái mầm này. Đấy các bạn thấy chưa? Kiếm rất đẹp. Hình 2 này 350.000. Một cái mầm này. Lá này 4 cm đây này. Lá ở đây. Tôi đo 4 cm này, hình 2 350.000. Nó một thân một củ này. Thì bởi vì tôi cũng tách ra để tôi trồng, mình trồng ra nó mới nhân, nó đẻ cái mầm ra nhiều. Vì bởi vì mình trồng lên mà hoa đẹp đẹp lên thì mình chia sẻ giá nó cao lên, kiếm cái tiền mua rồi. Ấy còn cái này nó lên một mầm này. Một mầm đây nó lá này cũng 4 cm này. Còn cái lá đây nó bị định đưa lên đấu giá trên ấy nhưng mà đấu giá rẻ quá thôi chả. Cái này nó bị thế nào không. Thì cái hình 3 này 350.000. Đây nó ra một mầm này. Trồng kiếm này mình trồng chuẩn là nó ra. Còn cái lá này là 4 cm này, 4 cm. Đây này, đo của cái lá to này là 4 cm này. Cái lá này, cây này bắt đầu cái mầm này lên lá rất to, các bạn thấy chưa? Lá vàng chới. Lá vàng vàng, cái này là úp úp thìa đây. Đấy, úp úp. Lá xanh đét con bọ chát này.
Các bạn thấy chưa? Đây này người ta cứ hay hỏi đây này, đầu lá xanh đét đây. Đấy. Nhiều bạn cứ hỏi ấy thì cây đấy. Còn đây cây này thì đấy, tôi cứ quay cái đầu lá các bạn xem. Cái này thì màu nó xanh đậm quá. Đấy. Hai cây này là một một giống này. Màu nó xanh đậm hơn, cây này xanh nó vàng vàng, lá xanh đét cả mỡ chét đấy. Bây giờ cái này 350.000. Cái này 350.000, cái này 250.000. Ừ, còn đây kiếm cơ hội cây này rất đẹp này. Cọng quả nó vàng, quả nó cứ buộc vào đây sợ nó rơi này, quả vàng ươm này. Ừ, cơ hội thì thân nó vàng, đấy cái cọng cọng hoa, cọng quả nó vàng ươm. Cây này nó có 6 cái thân, các bạn thấy thân nó cũng đấy, thân nó đây, lá rất đẹp này các bạn, lá rất to mà, lá rất dày. Cây này nó được khoảng hơn 1 gang, nó xấp xỉ 40 cm đấy, có 6 thân hay 7 thân, 1 2 3 4 6 thân. Cái này 150.000. Còn cái này nó rời, cứ kiếm lô hội này, hai cái này cùng một bụi này, tôi tách ra bởi vì để to quá nhiều khi các bạn không sưu tầm, tôi tách nhỏ nó ra đấy. Cái này nó rơi ra này, đây này, cái này củ bên ngoài nó to này, nó kẹt ở trong thì nó bé này. Cái này có đây có 4 thân với cái này là 5 thân này thì 100.000. Lá rất đẹp, cái này trồng lên luyện lên lá chắc cũng không ngang ngang ngửa như ấy đấy, củ nó vàng vàng, đây là củ nó khi nó ấy lên nó trông to đẹp này. Đấy kiếm nó hội hình năm này 100 này. Đây các bạn thấy cái ngải đen thì tôi sẽ trồng vào cái chậu này, thì cái này gồm một rơm này, trấu này, cát này. Riêng cái này trồng thì dạng người ta gọi là đất sạch ấy. Nếu bạn nào có đất sạch trồng chắc là được, nhưng mà tôi không biết, nhưng mà trồng ấy linh tinh là nó dễ bị chết lắm. Nói chung trồng thì cũng đấy, như đây kết quả cái trồng đây thì đấy, nên cái này chưa không tưới nước này nó hơi bị héo này, cây này nó vẫn tươi này, bởi vì mình trồng đất xốp nó đáng nhẽ phải tưới thì tưới ẩm. Tôi để đây trong bóng râm đấy, thì như cây này chậu này chăm nó như nó nặng lắm, để trồng đất và cát chấu. Cái này thì chắc toàn cát đây, toàn cát nó vẫn lên ẩm ẩm này. Đấy, rồi rễ nó ra rất đấy. Đấy thì bây giờ các bạn xem thì tôi trồng cái này. Đây thì để nó héo mất rồi. Thì tôi cứ trồng cái này thôi. Các bạn thấy cái củ cắt đen này, qua một khóm này tôi cắt ở đây. Bây giờ mình tách ra mình cắt mình trồng thôi. Ừ. Cắt nó mới ấy ra thì nó đen xì ấy. Đây là các bạn, để nó hơi khô khô màu nó trắng trắng này thôi. Tôi cắt cho các bạn xem. Thế giờ các bạn thấy đen xì. Đấy, gọi nghệ cái này là gọi là ngải đen. Cái này thì tôi sẽ trồng một cái chậu nhỏ hơn. Đấy thì các bạn xem. Tôi sẽ cái này mình cắt ra vì củ nó vẫn còn tách. Đây một cái trồng một khóm con này. Ừ, tôi cắt này vừa trồng vừa cắt ra để các bạn xem ấy thôi. Đấy, củ nó này, lá như cái này là nó ngoài nắng này nó đỏ đỏ, đây là các bạn thân nó. Nếu mà quay kỹ này, thân nó lên nó đỏ đỏ này. Lá như lá rong giềng này. Đấy. Cây này nó có hoa đây này. Đấy, còn cái này tôi lấy hôm qua tôi về tôi chưa ấy nên nó hơi bị héo này. Thì bây giờ tôi cũng cứ tách nó ra mình trồng nhân giống, bởi vì nó nói thế thôi thì tôi sưu tầm bấy nhiêu thì tôi trồng bấy nhiêu thôi. Đấy, các bạn thấy chưa? Đen xì xì.
thì mình chả biết mình trồng đấy thôi. Còn riêng cái bụi này thì tôi trồng vào đây. Anh này anh trồng cát, anh trồng dưới đất ấy, trồng cát nhưng phải chỗ đất đất sạch, nói tóm lại là phải vào chỗ đất sạch. Còn cái bụi này tôi trồng nguyên nó vào đây. Đấy các bạn, thì bên trong mình siêu tầm, nó thuộc hàng siêu tầm. Thì vì cây ngải đen này thì một số người thì cũng các thông tin thì bảo nó chữa một số bệnh đường ruột, nhưng tôi không biết đấy, mình cứ trồng ở đây thôi. Đấy, trong nó để chỗ ẩm mát là thôi. Tôi cho một ít đất này lên này. Ồ, mình cắt thế này, cắt mất cái củ nó ra này. Như vừa cắt này để cho các bạn xem. Cái này đấy nó để khô khô là nó hơi trắng trắng, còn mới cắt thì đen xì xì này. Đấy. Thì tôi trồng một vài cái vào đây thì đấy các bạn, thì tôi trồng ở mấy chậu đây, nhưng mà đáng nhẽ hôm qua tôi trồng ngay thì nó có thể nó tươi không, nhưng mà bởi vì tôi cũng muốn cắt cái củ ra cho các bạn xem nó như thế nào đấy, nên là đây là cây ngải đen. Còn tất nhiên cây này nó là một vị thuốc nam thuốc bắc gì đấy, thuốc nam. Còn bạn nào tìm hiểu thì các bạn tìm hiểu kỹ, còn tôi thì chỉ trồng nên lấy ít này, thỉnh thoảng kiếm con gà hầm hầm cái củ nã thôi. Ừ, còn bạn nào sưu tầm thì lấy đây, tôi trồng nó héo hết rồi, trồng vào mấy cái này tôi tách ra để các bạn xem là củ ngải đen. Ừ, ngải đen nó khác với nghệ đen đấy. Còn cây của nó đấy, lá nó như lá rong giềng đây các bạn. Ừ, nó mới lên thì nó đỏ đỏ này, đây này như cây này. Ừ, đây tôi để chỗ này nó dâm này, còn tất nhiên cái này tôi sẽ để lên đằng vườn đằng sau nó. Ừ, tưới để cho nó hồi lại. Còn không hồi thì nó có cái củ, vì cây này nó có cái củ thì nó vẫn phát triển thôi. Bởi vì nó có cái củ dưới mà, nó như củ gừng ấy. Đấy, nên là các bạn nào sưu tầm thì cái chậu này, bởi vì nhiều bạn hỏi thì tôi cũng không biết chia sẻ nào. Nhưng mà chậu này thì phải 100 thì tôi cũng chia sẻ, còn chậu to này 150 này, 150.000. Đấy, tôi trồng được mấy chậu này. Thì video này đến đây kết thúc. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.